Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Hôm nay là tối ngày thứ 2 anh em, ngày 10 tháng 10 2022. Mình lại tiếp tục lên thớt ha anh em. Gói hàng cho anh em nhé. Trước mắt chúng ta là một cái phi thuyền 200W, được gọi là JD200neo. Thì cái watt không quan trọng đâu nha mọi người. Watt chỉ là tên gọi thôi. JD200neo nha, phi thuyền. Mình nói trước luôn là giá bán ra của cái phi thuyền này á, là chỉ có 1 triệu 6 thôi, cực kỳ rẻ luôn. Và mình nghĩ là thời gian tới mình sẽ bán cái này đóng vai trò chủ đạo trên kênh mình nha nè, đóng vai trò chính ha. Thì lý do tại sao mà mình dám nói vậy nè, nếu mà mình bán nhiều hay ít là tùy thuộc cho anh em có mua hay không đúng không. Mà này tại sao mình dám tự tin mình nói vậy, tại vì mình đã nghiên cứu cũng mấy tuần rồi, cuối cùng mình phát hiện được cái JD200neo này. Nó không phải là L200 nha mọi người. L200 thì hồi đó 1.970.000 thì anh em biết rồi. Bây giờ mình vẫn còn đang bán L200 rất nhiều. Nhưng mà cái này là JD200neo nha, giá 1.6 triệu. Thì mình thấy là với cái tầm 1.6 triệu của nó, phí vận chuyển thì chắc khoảng 60.000 nữa đó. Tầm 1.6 triệu của nó thì chúng ta nhận được một cái giá trị khá là to lớn ha, khá là to lớn. Cho nên mình tự tin mình nói với anh em là xong gói cục xong đi rồi mấy em kia, em ở kia để chỗ đâu để. Cái tự tin của mình mà mình nói anh em sẽ mua nhiều cái này, lý do là tại vì cái này thứ nhất là cấu hình ok, thứ hai ánh sáng ok, thứ ba thùng bọng đồ nó thiết kế rất là hoành tráng, quy mô ok, nhưng giá cả của hàng thì rất là ok luôn ha, giá cả rất là ok, chỉ có 1.6 triệu thôi, phí ship khoảng 60.000 nha mọi người. Thì đầu tiên là cái thùng của nó nè, tem xuất xứ nguồn gốc đầy đủ nha, JD200 neo nha mọi người, JD200 neo. Nó có cái JD200 cũ nữa, còn cái này là cái neo nè, có một vài cải tiến hơn. Đây, nó có tem xuất xứ nguồn gốc, là cái thùng cạc tông của nó nha. Rồi bên ngoài nó bao bằng một cái mốt nè anh em, một cái mốt. Trong cái mốt chúng ta có là remote nè, một bịch tắc kê ốc vít nè, một cái ống nhỏ nè, rồi một cái ống trúm bự phi 60 nha. Ống trúm bự này phi 60 nha anh em. Đấy, rồi một cái thanh ray để bắt cái tấm pin nè. Tất cả những cái này đều được sơn tĩnh điện rất là đẹp và đẳng cấp nha mọi người ha, mấy cây nè, sơn tĩnh điện nha anh em. Đẹp và đẳng cấp nha. Đó, sờ vào nó gọi là bóng mượt luôn, mắt lạnh luôn nha mọi người, sơn tĩnh điện nha. Đây cái ống nè, ống nhỏ nè ha, ống lớn rồi ray. Rồi kèm theo tấm pin là 45W nha anh em. Tấm pin 45W có chiều dài. Tấm pin này thiết kế hơi lạ xíu. Có chiều dài là 6 tấc 7 nha. Chiều ngang là 4 tấc 45. 4 tấc 45 nè, nhân cho 6 tấc 7 nha anh em. Đấy. Thì tấm pin này được định danh là 45W. Có mạc rồi, có nói chung là đầy đủ ha. Ở ngoài sau tấm pin có nè. Đây, ngoài sau tấm pin là có nè. Cái mạc anh em thấy không? Mình dở tấm pin lên thì đèn nó cháy anh em. Tính giữ bí mật về độ sáng nhưng mà nó tình cờ nó cháy lên nè. Rồi bây giờ nội dung chính của chúng ta là thân đèn. Thân đèn là một cái thân nhôm, nhưng mà cái thân nhôm này khá là nhẹ nha mọi người. Thì nhôm có nhiều loại lắm anh em. Ví dụ như vỏ máy bay nè, là cũng bằng nhôm đó. Người ta gọi là hợp kim nhôm. Nói hợp kim nhôm thì không đúng, hợp kim sắt mới đúng. Nhôm cũng là hợp kim của sắt mà đúng không. Đấy, thì cái này là một cái loại nhôm rất là nhẹ. Nếu mà so với L200 thì cái này nó nhẹ hơn nhiều. Lý do là cái kiểu nhôm này nó nhẹ, nó nhẹ tải hơn. Còn cái nhôm của cái L200 là nó giống như gan nha anh em. Gan mà, gan nó nặng lắm. Gan như cục đá hay nặng lắm. Còn cái nhôm này giống như là vỏ máy bay nha anh em, rất là nhẹ. Mình dở lên mình cảm thấy nó nhẹ tay nè, đầm tay. Tuy nhiên dở cũng không nổi đâu. Nhưng mà nó có thể dở, còn cái L200 là dở không được luôn. Đó, thì cấu hình là tấm pin 45W nãy nó rồi phải không? Cái đèn này 163 con LED. Đặc biệt là 163 con này chính là 163 trong cái đèn L200 nha anh em. Trong cái đèn là 200 gắn qua đó, 163 con nha. Mạch sạc có 5 ô nè, 1 2 4 5 ô. 5 ô này cháy cùng màu đỏ nha anh em. Đó, đang sạc thấy không? Bộ pin lưu trữ bên trong đây là bộ pin 42 Ah nha. 42 Ah. Đó. Này bằng như bằng nhôm mình gõ anh em nghe nè. Thấy không? Gõ bon 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 luôn á. Còn cái loại 200 gõ nó không bon anh em, mà nó kêu bụp 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 tại nó bằng gan. Còn cái này là bằng nhôm ha. Bon 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 luôn ha. Đấy. Thì đó là mặt trên, còn mặt dưới của đèn như thế này nè mọi người. Đây, mặt dưới của đèn nè. Đó, anh em thấy mặt dưới của đèn không? Đây. Tất cả đều được sơn tĩnh điện nha anh em. Tĩnh điện nó rất là láng và mượt ha,
láng mượt đấy, sơn mà nhìn giống như không sơn đấy. Cái nước sơn này thì không có cửa nào nổ được đâu đó, sơn tĩnh điện sơn lên cái bề mặt sắt kìa, nó mới sợ sau ngày nó bị sét nó nổ, còn bề mặt nhôm là nó không có chuyện sét nổ đâu nè. Đó thì cấu hình mình nhắc lại, tấm pin 45W, bộ pin lưu trữ 42, 163 con led SMD Sanan cao áp nha, Sanan cao áp. Và đèn này rất là sáng, giá bán ra là 1,6 triệu, phí vận chuyển từ 60 đến 70 ngàn do cái thùng rất là lớn, cho nên phí vận chuyển mình nghĩ là 60 đến 70 ngàn á, lớn nhưng mà không nặng lắm nha. Lý do không nặng là tại vì cái thân đèn này nó không nặng như L200, còn L200 nó nặng. Đây đang có ghi nè, đây nè, quy cách của thùng nè, nguyên cái thùng này là 8 ký mấy thấy không, 8 ký mấy đó, và 71 x 48 x 17 nè đấy, hiển nhiên là Magentina này ha. À, thùng đó là 8 ký mấy ha, cho nên phí vận chuyển mình mới nói là 6-70 là vậy đó. Lúc này phí bên mình nó cũng khá rẻ, nhưng mà mình nghĩ cũng phải 6-70 hoặc là tệ nhất thì cũng 50 đó, nó không đáng là bao đâu so với chất lượng cái đèn này nha anh em. Hồi nãy thì mình đo cái tấm pin rồi, bây giờ đo cái đèn nha. Cái đèn á, từ cái dài đó tới đằng đây là 6 tấc 4 nha, từ cái đầu đó tới cái cùi này là 6 tấc 4 đó. Còn bề ngang cái chỗ rộng nhất á, bề ngang mà cái chỗ rộng nhất là chỗ rộng nhất là cái chỗ này nè, là 2 tấc 95 nha, 2 tấc 95 nha anh em, bề ngang chỗ rộng nhất nha. Còn tấm pin thì hồi nãy mình đo rồi ha, cái ống trúm này thì nó dài ngang ngửa tấm pin khỏi đo, với lại đo ống, cái ống này cũng không ít lợi gì ha, ống này ống 60 nha mọi người. Đấy thì dụng cụ bắt là đầy đủ hết, không có thiếu gì hết, thậm chí mấy con ốc bù lon con tán này đầy đủ hết nha. Đấy thì bây giờ mình sẽ dành vài phút để mình review về độ sáng của cái đèn này. À quên nữa, anh em mà muốn mua cái đèn này mà để lắp trong nhà là chuyện hoàn toàn ok nha. Lý do là tại vì mình đã nhìn cái này rồi, cái con cúc nối này nè là con cúc nối bình thường của Zidane, và mình có dây nối dài nha, có nghĩa là anh em có thể để cái tấm pin này ở ngoài trời và chúng ta lắp cái đèn này ở trong nhà nha mọi người. Lắp trong nhà thì quá dữ luôn á, gọi là trong nhà mà chơi cái đèn này là quá dữ nha anh em. Mình nói quá dữ là anh em hiểu rồi, tại vì cái này nó pha nửa công đất mà ta lắp ở trong nhà thì nó quá dữ, phải không? Đấy cho nên anh em thấy không, cái cúc nối nè, lần trước cái L200 hình như nó không được. Cái L200 nó hơi bự phải không? Cái L200 là cái cộng dây nên cái cúc nối nó bự. Hả? Nó bự nên gắn không có vừa, còn cái này không phải nha, cái này là y gan như cái cộng dây nối của mình vậy. Cho nên chúng ta có thể dùng dây nối 5m để chúng ta quăng cái tấm pin lên nóc nhà và chúng ta đưa cái đèn này vô nhà. Đó là một cái biện pháp gọi là tuyệt vời ha. Cái đèn này rất là sáng, cho nên là đem vô nhà là con em mình viết chữ đọc sách mà thoải mái luôn. Những con led này là led cao áp, nhìn nó ánh sáng nó rất là tốt. Trang bị gương cầu lồi nữa nha anh em. Mỗi con led đừng trang bị gương cầu lồi nữa nè. Gương cầu lồi này chống rung ánh sáng ngon lắm nha. Đó bây giờ thì mình test độ sáng ha. Mình nhắc lại là đèn này mình có thể đem vô nhà nha mọi người. Lý do là dây này có thể nối dài nè. Mua cộng dây 50 ngàn nữa nối dài ra vô tư, vô tận ha. Đấy tiện lợi vô cùng. Để ở ngoài thì nhiều khi chúng ta không có tận hưởng cái đèn chu đáo được, tại vì người ta không có ở ngoài. Còn đem vô nhà thì đây cầm em, đem vô nhà thì chúng ta tận hưởng nhiều hơn. Đấy, cái này một mình thì mình cầm mình cảm anh em cảm thấy không có phê, cho nên là nhờ cầm phụ. Từ đây đứng nè, đó, ánh sáng này nè. Mình nhắc lại là này pha nửa công đất nha, đứng lên cậu á, đứng lên trên anh em về nhà treo chừng 4,5m, 5m ha. Còn treo trong nhà muốn treo nhiều treo, tùy vào cái nhà của mình. Đấy nè, mình để im cái đèn đi, quay từ cái mé bên đây nè, cái mé bên đây nè nha anh em, mà nó pha nè, 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 một cái vùng rộng nửa công đất nha mọi người. Mình đi ngược ánh sáng lại cho anh em coi nè, này cái đèn nè, đã không? Rồi giờ pha ra lộ rồi, pha lộ rồi, đấy pha lộ nè. Bây giờ mình quay từ đứng im nha, không có nhúc nhích nha, từ cái mép bên đây qua nè, cái mép bên đây thấy đèn đen chỗ đó không? Anh em thấy cái mí đèn đen không? Cái mép đèn đó, bây giờ mình xoay nè, nó pha một cái vùng như thế này nè. Anh em để theo dõi camera giúp mình nha. Đó, nè nó qua tới đây nè. Nè nó qua tới đây nè. Thì ở đây chúng ta đang nè, anh em thấy cái mép đó không? Đó thì ở đây người ta đang đứng ở dưới thấp. Còn anh em treo mà từ 4,5m tới 6m thì nó sẽ pha một cái vùng nửa công đất nha anh em ha. Đảm bảo với anh em luôn, nửa công đất luôn. Đó, thì giữa ánh sáng giữa cái này với cái L200 thì cái này không bao giờ bằng cái L200 được, phải nói thẳng như thế. Lý do là nó rẻ hơn thằng kia 370 ngàn ha, rẻ hơn đúng 370 ngàn. Cho nên chắc chắn nó không bằng thằng kia, nhưng nó gần tiệm cận với thằng kia nha anh em, gọi là tiệm cận với thằng kia nha. Đấy, ánh sáng nè. À, chỉ 1,6 triệu thôi nha mọi người. Phí vận chuyển từ 50 ngàn đến khoảng 6 mấy ngàn nha.
ánh sáng như thế này nè, đã không? Đấy, ánh sáng này nó có thiên hướng màu trắng, còn ánh sáng của L200 thì nó có thiên hướng trung tính nha. Mình phải nói rõ như thế, này có thiên hướng màu trắng, cũng là con LED đó đó, nhưng mà cái cách chỉnh độ sáng của cái mạch nó khác nhau thì con LED nó sẽ phát ra cái ánh sáng khác nhau nè. Đó, đã không? 1.600.000 bộ, mình nghĩ là cái này trong khoảng thời gian tới là mình sẽ đem về rất là nhiều và bán luôn. Bữa nay thì mình đem về có vài cái để làm mẫu nè, để thử coi nó ok không mới dám đem về bán. Thì mình mới thử cái đầu tiên thôi mình đã thấy hài lòng rồi. Nhưng mà hàng Xinyang nó sản xuất thì được cái là cái này với những cái còn lại sẽ y chang nhau hết, không bao giờ khác nhau hết. Đó, tất cả những lô đèn cùng mã là nó y chang nhau hết. Cho nên mình tin tưởng là cái này ok, là những cái khác nó sẽ ok. Đó, trong tuần sau mình lấy ốp trần về sẵn lấy cái này một lô, một lô một xe tải luôn nha. Anh em nhớ ủng hộ mình nha. Cái này 1.600.000 bộ quá ok, quay cho vô à. Mình đổi cái chỗ pha sáng cho anh em coi nè. Nhiều khi pha có chỗ mà anh em chán. Đó, nè anh em thấy nó đi múc đằng kia luôn, ánh sáng đi múc kia nè. Đó, đương nhiên là cái camera của mình bắt sáng hơi dở. Chứ đúng ra đó, anh em thấy cái ngón tay mình chỉ cái đằng gốc cây đó không? Đó, nó sáng. Đấy. Cái này sân ngoài trước của ông ta chỉ cần gắn một cái đèn này thôi. Không, lúc trước là mình khuyên anh em cái sân dài gắn hai cái phải không, khỏi. Một cái này thôi nha mọi người. Ăn trộm khỏi lo luôn ha. Đặc biệt đèn này không có radar nha anh em. Sáng 100% xuyên đêm, không cần radar gì hết. Đấy, ánh sáng của nó nè, bắt sâu được luôn. Anh em thấy không? Đam mê cứ hú mình một bộ 1.600.000. Ở phí vận chuyển khoảng từ 50 đến 65 ngàn, mình nghĩ vậy. Chứ mình chưa gửi cái này lần nào, do bữa nay mới đem về gửi lần nào đâu biết. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình là phí vận chuyển tầm tầm nữa nha anh em. Đam mê cứ hú mình ha, 076 687 4311 nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những video lần sau.